đấy, chủ cũ xem này, đấy sủa ác luôn, lạ người lạ đến sủa cái ác luôn đấy. Ngồi trà sung. Đẹp chưa? Cho lên đây, quay cho nó nét. Đấy. Đẳng cấp luôn, hơi bị được luôn đấy, không nghịch nhá, không gặm lung tung, không gặm lung tung đấy, vừa ăn rồi, vừa cho ăn rồi gặm cái gì đấy. Này không hiền đâu, hơi bị ấy đấy. Đấy, nhìn thấy người lạ ngoài đường cái là bắt đầu đó. Đấy, đứng ngay. Đấy, nhìn thấy người lạ ngoài đường này, cắn ngay. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đấy, hơi đẳng cấp luôn nhá. Đấy. Nhìn thấy con dài mẹ sau chủ mày đấy, cắn à, về cái làm khúc vào chào nó thì làm sao ở đây, ở đây con vào con không chào nó làm sao nó chả cắn thì chào nó chứ. Thôi nhá, hả, quay tiếp chứ, ngày ngoài đường kia người đấy cắn sủa, vào nhà mình bị sủa nghe chưa, chứ không như là mấy lượt trước ấy toàn chó mất dạy. Chó này mới là gọi là chó. Ô, người nhà thì cắn, người ngoài thì mẹ cũng cứ vào mừng vẫy đuôi. Ô, thế cho nên là thôi chỉ có mày thôi nghe chưa, đàn anh của mày trước kia đấy đẳng cấp như mày. Mẹ cái loại VK mấy cái gì ca rời sao bằng nó được. Đẹp trai này trông khôi ngô tuấn tú, hơi được luôn đấy. Thấy người đi vào sửa đẳng cấp luôn đấy. Thôi không chứ không, không có nhìn nữa, nhìn thế là mày sủa nhá. Thôi nhá, bây giờ gửi tạm dừng lại, gửi cho chủ cũ nhá. Đó, gửi cho chủ cũ xem này, đẳng cấp luôn, không lạ lùng gì cả. Thôi nhá, bye bye. Ok.
luôn không? Đi đi. Lại đây, tôi quay một xíu thôi, trả lại. Được không nghỉ? Mới đi xe xong, người ta thay xe. Đi ba rồi, cái này.